Hello cả nhà. Các bác thấy tiêu quá đẳng cấp không? Vĩnh Ninh đọt đỏ đây các bác ơi. Đây. Em quay sớm này tại vì hôm qua có một anh gọi cho em hỏi là năm nay có làm tiêu không? Thì quay để cho anh em biết để còn có gì còn đặt hàng. Đây các bác ơi. Đây. Em có làm nhưng mà số lượng không có nhiều các bác. Đây. Chỗ này em làm có 5.000 thôi. Nha. Chỗ này em làm có 5.000 cây thôi. Đó. Tuyệt vời. Các bạn thấy không? Người ta chỉ làm 1 tới 2 giây nhưng em thì toàn 3 giây hết. Này. Có thấy 3 giây này đẹp không? Đây là giống tiêu có thể nói là năng suất và hiệu quả nhất. Đấy, để chúng ta trồng. Và giới thiệu các bạn đây là dây lươn nhé. Đây là dây lươn. Đấy. Đây là dây tiêu lươn, giống tiêu vô cùng hiệu quả. Đấy. Bác nào có ý muốn trồng tiêu á, mà cần giống ấy, thì các bác phải đặt sớm. Đấy, số lượng này của em thì khi mà em mở bán thì chắc là cũng nhanh thôi. Nên là cần các bác là có gì các bác phải đặt hàng sớm cho em. Đấy, đặt hàng sớm cho em. Đẹp không? Quá tuyệt vời. Đó. Tiêu Vĩnh Ninh đọt đỏ đây nhá, đọt đỏ. Nếu bác hỏi là đọt xanh hay đọt đỏ thì em sẽ nói luôn là đây là đọt đỏ, đây là tiêu Vĩnh Ninh. Đấy. Rất đẹp. Tuyệt vời. Đó. Đây. Đây. Nó cũng có dây nó bị chết thì em sẽ loại nó ra. Ví dụ những cái dây như này này. Đó, thì em sẽ loại ra khi mà xuất bán cho các bác. Đảm bảo cho bác là từ 2 giây đổ lên. Đấy. Đây. Cây nào ấy này xong em xuất loại. Chứ còn cái loại này thì lên quá khỏe này. Đẹp không? Các bác thấy đẹp không? Tuyệt vời đúng không? Đấy. Phải chuẩn giống như thế. Và nhìn cái dây nó rất là khỏe đó. Rất là sạch bệnh chứ còn không phải là vào vàng vàng đốm đốm hay là cháy lá đâu. Không có đâu. Nên khi các bác mua giống các bác phải lưu ý. Muốn cái cây của mình mà sau này nó phát triển mạnh, không bị bệnh, đúng không? Thì chúng ta phải chọn cái giống cho tương đối kỹ, lá nó phải xanh dày. Còn với em thì quan điểm của em là lên trồng, các bác lên trồng dây tiêu lươn nếu mà thời điểm hiện tại bây giờ. Còn dây tiêu ác thì nó nhiều bệnh quá rồi. Cái thứ hai nữa là nó lên sẽ kém hơn là thằng tiêu lươn này. Tất nhiên tiêu lươn nó sẽ chậm so với tiêu ác là khoảng 6 tháng để vào kinh doanh á. Nhưng mà nó sẽ khỏe hơn rất là nhiều. Đấy, nó bền cây hơn rất là nhiều năm so với dây tiêu ác nếu các bác trồng. Nên là cái đấy là lựa chọn các bác thôi. Này. Đó. Bác nào cần giống thì alo cho em nhé. Số điện thoại là 0989037167. Để đặt hàng. Để đặt hàng trước. Chứ còn đến thời điểm các bác cần trồng các bác mới báo thì thật sự lúc bấy giờ còn giống hay không thì em chưa biết. Đấy. Nhưng mà khi đó chắc chắn là giống sẽ không đảm bảo bằng là các bác bây giờ các bác xem video này và các bác đặt giống trước để cho em chuẩn bị, đúng không? Đấy, phân bố nguồn giống. Đấy. Để các bác về các bác trồng cho nó đảm bảo. Ui, bên trồng thì rất là đẹp các bác kìa. À, tuyệt vời không? Rồi thế các bác nhá, em làm video ngắn ngắn thôi về cái giống tiêu Vĩnh Ninh đọt đỏ. Đấy, giống tiêu lươn. Làm rất tuyệt vời. Để trả lời những anh em hỏi năm nay có làm giống không thì năm nay em làm không nhiều. Năm nay chỗ này khoảng 5.000. Đấy, 5.000 dây. Thì bác nào có trồng thì các bác báo để cho em chốt lại cho em cái để em gửi hoặc là để em nhận thì để em chăm sóc rồi sau này em gửi cũng được. Nhưng phải chốt lại giống trước nhé. Tuyệt vời không? Quá tuyệt vời luôn. Rồi chào các bác nhé. Tuyệt vời luôn. Năm nay em đã trên dưới 40 tuổi. Em chưa bao giờ em thấy các cái dòng túi bọc xịn sò như hiện nay. Đầu tiên là loại túi giấy tổng hợp từ Đài Loan, phù hợp cho La Thái, xoài bưởi diện cho chất lượng cực kỳ thơm ngon, mẫu mã siêu đẹp. Loại thứ hai là túi rút thế hệ mới organic chất liệu từ Đài Loan, mềm mượt cho chất lượng cực kỳ tuyệt hảo. Loại thứ ba là túi cước mịn phù hợp cho bưởi da xanh, mít thái, phòng ngừa sâu bệnh, ruồi vàng cho chất lượng không thể chê vào đâu được. Các bác gọi số điện thoại trên màn hình hoặc để lại số điện thoại ở phần comment em sẽ gọi lại nha.